tiên vương tái xuất lạc tú. chương 416, rắn thái quân. Cơn gió lạnh đó cực kỳ đáng sợ, ngay cả bầu trời ở trên đỉnh đầu cũng bị mây đen bao phủ. Một thân hình giống như cự long đang bay lượn trong mây đen trên đỉnh đầu. Vị đạo hữu này khá lắm. Một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ bầu trời trên đỉnh đầu. Rõ ràng đó chính là rắn bà, quả nhiên là một con rắn khổng lồ, thậm chí nó đã mọc ra một chiếc sừng nếu thời đại này cho phép, có lẽ nó đã sớm hóa thành giao long rồi. Tiếc rằng nó không theo kịp thời đại, gặp đúng thời đại này. Nhưng uy áp và khí thế đó cũng cực kỳ đáng sợ. Mãi đến khi toàn bộ người có mặt tại đây ngoại trừ lạc tú, đều quỳ dạp xuống đất. Dù sao thì không nói đến luồng khí thế kia, mà chỉ riêng cảnh tượng này cũng đủ dọa người rồi. Một con rắn khổng lồ còn to hơn cả vại lớn, phải đen khắp người lấp lánh tia sáng lạnh lẽo, như thể được làm bằng sắt thép bây giờ đang bay lượn trong mây đen trên đỉnh đầu trông vô cùng kinh hãi và đáng sợ giống như một con dao long thực thụ đang bay lượn trong mây đạo hữu tôi sẽ không truy cứu chuyện cậu đã đả thương người nếu cậu thức thời thì bây giờ hãy rời khỏi đây ngay rắn bà cũng cảm nhận được luồng khí tức khác thường trên người lạc tú nó không muốn dễ dàng ra tay dù gì nó cũng không nhìn thấu tu vi thực thụ của lạc tú bà không truy cứu tôi ư nhưng lạc tú lại lộ ra vẻ mỉa mai bà có truy cứu tôi hay không là chuyện của bà nhưng tôi có truy cứu bà hay không là chuyện của tôi lạc tú chẳng thèm ngước mắt lên nhìn con rắn lớn ở trên đỉnh đầu đạo hữu câu nói này của cậu hơi quá đáng rồi đấy một tiếng sấm bỗng vang lên hừ tôi quá đáng ư lạc tú hử lạnh cậu thật sự cho rằng tôi sợ cậu à rắn lớn bỗng lao xuống đất audio điện tử võ tấn bền sau đó khói đen lượn lờ đó là một bà lão mặc áo choàng đen trông cực kỳ đáng sợ bởi vì cằm của bà ta quá nhọn còn nhọn hơn cả mặt rắn giống y như cái rùi dù sao thì đây mới chính là xà tinh thực thụ sau khi người phụ nữ tiếp đất mọi người liền dập đầu với bà ta rắn bà nhưng rắn bà lại phớt lờ đám người đó mà chỉ nhìn về phía lạc tú mặt không cảm xúc chỉ có tia lạnh lẽo và nham hiểm trong con ngươi rắn đạo hữu nhất quyết muốn sai lầm ư giọng nói của rắn bà mang theo mùi máu tanh như thể vừa mới uống máu tươi câu nói này là tôi dành tặng cho bà theo cách nói của mấy người nếu bây giờ bà dập đầu nhận sai với tôi thì tôi vẫn có thể tha mạng cho bà lạc tú hờ hững nói ha tôi vốn niệm tình cậu tu hành không dễ dàng không muốn cậu tiêu đạo bỏ mạng nhưng bây giờ tôi nhất định phải giết chết cậu rắn bà phun ra lưỡi rắn rất dài Vừa dứt lời, đám người lão tổ mẫu và Đường Hân đều nhìn Lạc Tú bằng vẻ mặt hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Cậu chết chắc rồi, rắn bà muốn giết cậu, hôm nay cho dù đại la thần tiên có đến cũng không cứu được cậu." Lão tổ mẫu hung ác nhìn Lạc Tú. Nhất là Đường Hân luôn nghe nói rắn bà lợi hại đến cỡ nào, nhưng đến tận bây giờ cô ta mới biết, rắn bà còn lợi hại hơn cả truyền thuyết. "Lúc nãy tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu lại không biết quý trọng, nếu cậu khăng khăng tìm đường chết." vậy thì tôi sẽ tác thành cho cậu. Rắn bà vung tay, gió đen nhất thời nổi lên từ phía. Toàn bộ thôn nhà họ Điền đều bị gió đen xâm chiếm, lúc rắn bà vung tay, một cây băng thương lóe lên tia sáng lạnh lẽo bỗng phóng tới. Đây không phải là băng thương gà mờ của Trương Đại Sư, mà là băng thương còn cứng hơn cả hợp kim. Trường thương phóng tới còn nhanh hơn cả viên đạn, lạc tú như người né tránh đòn công kích kia. Nhưng trường thương đã nhanh chóng quay về tay của rắn bà hơn nữa xung quanh như có tấm lưới lớn, vô số khí tuyến màu trắng bạc hiện lên, nhanh chóng bao trùm lên người lạc tú. Lạc tú trưởng vào tấm lưới đó, tia lửa bắn ra tung tóe, nhưng khí tuyến kia chẳng hề nhúc nhích. Phải biết rằng sức mạnh của lạc tú lớn đến cỡ nào, dù là một chiếc xe tăng, e rằng bây giờ cũng bị trưởng đến mức biến dạng. Nhưng tấm lưới bạc kia hoàn toàn không có phản ứng gì. Hừ, đây là chân tơ do đạo hạnh nghìn năm của tôi ngưng tụ, chỉ dựa vào một mình cậu cũng muốn mơ mộng hão huyền phá vỡ nó ư. Rắn bà cười khẩy, cầm trường thương trong tay đâm thẳng về phía lạc tú. Lạc tú giơ cánh tay lên chặn, nhất thời tia lửa bắn ra tứ phía, phát ra âm thanh chói tai. Cũng khá đấy, quả thật sức mạnh thân thể rất tốt, thảo nào lại có chút tự tin, nhưng cậu quá coi thường đạo hạnh nghìn năm của tôi rồi đấy. Rắn bà lại dùng sức, bỗng nhảy lên, trường thương trong tay liền hóa thành một con rắn dài màu trắng bạc, rồi dứt khoát quấn lấy lạc tú lạc tú thử dùng sức mức độ vững chắc không thua kém gì tấm lưới lớn kia vô ích thôi sức phản kháng của cậu chỉ phí công mà thôi ngay cả tấm lưới lớn này mà cậu còn không thể thoát được huống hồ là trường thương của tôi rắn bà chế giễu bây giờ cậu đã hối hận chưa rắn bà nhìn lạc tú bị trói buộc lộ ra vẻ mặt bị mỉa mai lúc nãy tôi đã cho cậu cơ hội sống sót nhưng cậu nhất quyết muốn phạm sai lầm loài người các cậu thật nực cười rắn bà nở nụ cười lạnh lẽo. Khí dương nguyên trong người cậu cũng không tệ, khiến tôi rất thích. Rắn bà nhìn lạc tú, lưỡi rắn liên tục lè ra nuốt vào. Nhưng tiếc rằng, cơ thể tốt như vậy, nếu không phải tôi đã sớm có thân xác, e rằng đã định giết cậu để lấy được thân xác của cậu. Rắn bà từ tốn đi về phía lạc tú. Lão tổ mẫu nhớ lại cảnh tượng của mình, đang định lên tiếng nhắc nhở, ai rẻ bi kịch đã xảy ra rồi. Cây trường thương kia đã bị Lạc Tú đánh cho vỡ nát. Bây giờ Lạc Tú đã ở cấp 3 thức tỉnh, sức mạnh tốc độ, thậm chí là phòng ngự đều hoàn toàn khác so với lúc trước. Nếu ở cấp 2 thức tỉnh, e rằng Lạc Tú vẫn phải tốn chút công sức. Nhưng ở cấp 3, Lạc Tú hoàn toàn không cần phải lo lắng về việc quá tốn sức. Các mảnh băng bắn ra khắp nơi, rồi một nắm đấm vung về phía rắn bà. Vì khoảng cách quá gần, cộng thêm rắn bà hoàn toàn không đề phòng, nên bị chúng đòn ngay đùng đồng thời tia lửa bắn ra khắp nơi thân xác phòng ngự của rắn bà cũng không tầm thường nhưng cú đấm tiếp theo của lạc tú đã ập đến đùng 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 nắm đấm dày đặc như mưa trút xuống người rắn bà mới đầu rắn bà còn có thể cầm cự nhưng dần về sau cả người đều bị chấn động đến mức hộp máu tươi a à, cậu chán sống rồi đúng không rắn bà đã hoàn toàn nổi giận thân hình của nó còn cứng hơn cả cự long nhưng bây giờ đã bị đánh đến mức bung lấp phải ra, ngực be bét máu. Rắn bà dứt khoát hóa thành bản thể. Một trường không khổ luyện màu đen khổng lồ. Nó bỗng phun ra một làn khói đen, nhất thời trong phạm vi ít nhất là 10 dặm về phía trước, cây cối đều bị bật gốc, bụi bay mù mịt. Thật sự quá đáng sợ, còn hơn cả lốc xoáy. Ánh sáng màu đen mà nó đã phun ra chính là cương khí. Ngay cả lạc tú cũng giật mình, không ngờ xà tinh này lại tu luyện ra cương khí. Chương 417, cực kỳ thần bí. Lạc Tú né sang một bên, cương khí mà rắn bà phun ra không phải là cương khí võ đạo, mà đó là cương khí tiên gia thực thụ. Loại thể khí này cực kỳ sắc bén, thậm chí còn có thể cắt đứt số mệnh của con người. Huống chi là thân xác và linh hồn. Thật ra Lạc Tú vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ một đòn này, nhưng chắc chắn sẽ khiến Lạc Tú tốn nhiều sức lực. Nhưng trong mắt rắn bà, rắn bà lại cho rằng Lạc Tú đã sợ rồi do đó rắn bà đã há to miệng như chậu máu nói ha ha cậu đã sợ chưa rắn bà cười gằn dù là tiên gia gặp phải loại cương khí này cũng chỉ có thể gặp phải kiếp nạn lớn hơn nữa theo sự bay lượn cả rắn bà trên bầu trời từng luồng gió yêu ma nhất thời nổi lên khói đen ngập trời mưa như chút nước như những đòn roi quất xuống mặt đất rắn bà cuồn cuộn yêu khí khí thế như muốn bao phủ cả trời đất che lấp cả núi sông mặt đất nước toác ngọn núi lớn ở xung quanh đều đang rung chuyển, mà lúc này thôn nhà họ Điền đã sớm bị phá hủy, toàn bộ biệt thự đều sụp đổ. Tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt về thực lực thực thụ của lão thân. Rắn bạc kiêu ngạo nói. Không ai có thể né tránh chiêu thức này của nó, bởi vì đây là đại sát chiêu mạnh nhất của nó. Khí tức của rắn bà tăng vọt, như dao long thực thụ, thậm chí trên đỉnh đầu còn có hư ảnh của một chiếc sừng khác, cương khí phóng ra tứ phía, liên tục kích phát, giống như mưa kiếm, muôn vàn mưa kiếm phóng thẳng về phía lạc tú. Nó dày đặc đến mức khiến người khác tê cả ra đầu, thậm chí cơn mưa sối xả cũng bị ngưng tụ trên bầu trời, như thể thời gian đã bị đóng băng. Thật sự quá khủng khiếp, như thể tiên kiếm đã thi triển muôn vàn mưa kiếm để chém giết kẻ địch cái thế. Nhưng lạc tú lại cười chế giễu, Cả người hóa thành một luồng ánh sáng, nhất thời lơ lửng không cố định. Đây là minh vương loạn bộ một loại thân pháp ở tiên giới lạc tú xuyên qua cơn mưa kiếm chỉ trong tích tắc đã đến gần rắn bà rắn bà vốn đang chắc như đinh đóng cột nhưng bây giờ con ngươi không khỏi thu nhỏ lại nhìn thấy chỉ trong tích tắc lạc tú đã xuyên qua làn mưa kiếm kia đây là đây là tiên pháp ư rắn bà ngạc nhiên đến mức biến sắc cậu đang sử dụng tiên pháp gì vậy rắn bà sợ hãi hỏi bởi vì mưa kiếm quá dày đặc thậm chí còn dày đặc hơn cả hạt mưa nhưng Lạc Tú lại xuyên qua mà chẳng hề chạm vào chúng. Chắc chắn đây chính là tiên pháp. Chỉ là một con rắn mà thôi, bà vẫn chưa xứng để biết. Lạc Tú đấm mạnh vào người rắn bà. Rắn bà bị đấm đến mức ngã xuống ngay, va và vào một ngọn đồi ở phía xa xa. Mặt đất nhất thời rung chuyển như động đất. Mọi người đều kinh hãi nhìn rắn bà và Lạc Tú. Đây là con người ư? Anh có thể đánh nhau với rắn bà đến mức độ này, anh có thật sự là con người nữa hay không? đó chính là rắn bà dù là một nhánh quân đội cũng không thể tổn thương đến nó không ngờ bây giờ nó lại bị lạc tú đánh cho một trận tơi bời khiến người khác khiếp sợ trận chiến kinh thiên động địa này quá đáng sợ thậm chí đã thay đổi hình dạng bề mặt trái đất rừng rậm ở phía xa xa nhất thời bị san bằng mặc dù rắn bà đã thể hiện uy lực nhưng vô ích mỗi cú đấm của lạc tú như nặng vạn tấn giáng xuống không bề trói mắt rực rỡ mà mỗi cú đấm đều giản dị tự nhiên nhưng lại mang theo khí thế như bổ sao chém trăng mặc kệ rắn bà liên tục gào thét nhưng đều vô ích bị lạc tú áp chế đánh tơi tả lớp phải màu đen bay phấp phới mỗi lớp đều chặt đứt một cây đại thụ mấy trăm năm tuổi toàn thân rắn bà máu chảy đầm đìa lớp phải đen đã bị nhuộm đỏ đi chết đi rắn bà như muốn liều mạng chàng thanh niên này quá mạnh mẽ khiến nó cảm thấy tuyệt vọng nó đã có đạo hạnh nghìn năm nhưng tiếc rằng lại bị đánh đến mức không còn sức để chống trả. Một luồng khói đen bốc lên, người trong thôn nhà họ Điền nhất thời tinh thần phấn chấn, bởi vì bây giờ làn khói đen kia mới thật sự che kín bầu trời, trời nhất thời tối sầm lại. Đám người ở thôn nhà họ Điền đang đợi rắn bà tung đại chiêu, chuyển bại thành thắng. Nhưng sau khi rắn bà thi triển chiêu thức này, đã dứt khoát hóa thành làn khói đen cuồn cuộn, nhanh chóng bỏ chạy về phía núi Trường Bạch, nó đã không còn kiêu ngạo và tự tin như trước nữa, bởi vì kể từ lúc giao đấu đến nay, nó mới phát hiện ra một sự thật rất rõ ràng, đó chính là Lạc Tú hoàn toàn không dốc hết sức lực. Chuyện này thật sự quá khủng khiếp, nó đã bị đánh đến mức chật vật như vậy. Trước đây khi giặc ngoại xâm tiến vào thôn, sử dụng vũ khí nóng cỡ lớn cũng không khiến nó chật vật như vậy, thậm chí có thể nói, kể từ lúc nó thành tinh cho đến nay, nó chưa bao giờ bị đánh đến mức tuyệt vọng như thế người ở thôn nhà họ điền đã hoàn toàn choáng váng nhất là đường hân sự tồn tại giống như thần tiên trong tâm trí cô ta không chỉ vừa bị đánh bại mà bây giờ còn đang chạy trốn đây chính là rắn bà nổi tiếng ở phương bắc được xưng là cao thủ số một phương bắc thậm chí là thần linh ở phương bắc cũng không có gì quá đáng nhưng bây giờ lại bị lạc tú đánh đến mức chạy trôi chết niềm tin và lòng kiêu hãnh của cô ta nhất thời bị sụp đổ trước đây cô ta cho rằng mình biết chút pháp thuật khống chế lửa bằng tay không thì có thể coi thường lạc tú nhưng thực tế lại cực kỳ mỉa mai một chữ cút của lạc tú đã khiến cô ta bị thương sau đó cô ta cho rằng một khi lão tổ mẫu ra tay cho dù anh lợi hại đến đâu đi chăng nữa cũng phải chết tại đây nhưng chỉ một cái tát của lạc tú đã tát bay lão tổ mẫu cuối cùng hy vọng cuối cùng của cô ta cũng là hy vọng của cả nhà họ điền rắn bà tiên gia trong truyền thuyết nhưng bọn họ đã chứng kiến cảnh tượng gì rắn bà bị đánh đến mức chật vật như một con chó hơn nữa bây giờ đang cong đuôi chạy trốn đường hân đã hoàn toàn hối hận mặc kệ cô ta dựa dẫm vào ai dường như cũng không đỡ nổi một kích trước mặt lạc tú dù là người được gọi là tiên gia cũng không đỡ nổi một kích trước mặt lạc tú sốt cuộc lạc tú là ai bây giờ cô ta đã tràn đầy hối hận bởi vì nếu cô ta biết trước kết quả này Trước kia cô ta làm sao dám bất kính với Lạc Tú? Làm sao cô ta dám coi thường Lạc Tú? Nếu cô ta luôn kiên định đứng về phía Lạc Tú, dù là nhà họ Điền cô ta cũng không cần phải sợ. Dù gì trước đây, giữa cô ta và Lạc Tú cũng có chút tình bạn. Bây giờ cô ta bỗng có cảm giác như nhặt được hạt vừng, mất quả dưa hấu. Thảo nào Lạc Tú rất thở ơ, mặc kệ là ở trong nhà hàng hay ở cổng thôn nhà họ Điền ban nãy bởi vì người ta thật sự không để bọn họ vào mắt đừng nói là đường hân cô mà ngay cả rắn bà cũng phải bỏ chạy đường hân cô có tư cách gì mà diễu võ dương oai khinh thường trước mặt lạc tú đây đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ trên gương mặt của đường hân hiện lên nụ cười vô cùng cay đắng cô ta cực kỳ đố kỵ nhìn điền kỳ kỳ bây giờ điền kỳ kỳ cũng đang trợn mắt há mồm cô ấy biết rất rõ lão tổ mẫu lợi hại đến cỡ nào thậm chí ban nãy khi rắn bà thể hiện thực lực không ai có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cô ấy mới phát hiện ra, anh Lạc của mình thật sự giấu nghề. Đẹp trai, quyến rũ quá đi mất. Đây là suy nghĩ chân thực nhất của Điền Kỳ Kỳ vào lúc này. Bởi vì cô ấy càng hiểu rõ nhiều về Lạc Tú thì càng phát hiện mình đã hiểu và biết quá ít về anh. Lạc Tú giống như một hố sâu, thoạt nhìn có vẻ chẳng có gì. Nhưng khi bạn nhìn chằm chằm vào hố sâu đó, bạn mới phát hiện ra, anh quá thần bí, thậm chí có thể nói là sâu đến mức không thể đo lường. Còn Lạc Tú hơi nhón chân, dứt khoát đuổi theo rắn bà đang bay lượn trên bầu trời. Mặc dù Lạc Tú không nổi giận, nhưng từ trước đến nay Lạc Tú luôn chém tận giết tuyệt. Do đó, hôm nay rắn bà nhất định phải chết. chương 418, bốn vị tiên ở phương Bắc. Lúc này trên núi Trường Bạch, rất nhiều người đang chơi đùa bên Hồ Thiên Trì. Dưới ánh nắng, hồ thiên trì khổng lồ giống như một chiếc gương hoặc là một viên ngọc bích phản chiếu ánh sáng chói mắt nó rất đẹp nhưng lại vô cùng thần kỳ nổi tiếng nhất phải kể tới rất nhiều người đã từng tận mắt nhìn thấy thủy quái xuất hiện ở đây thủy quái đó cực kỳ to lớn nhưng chưa có ai được nhìn thấy chân thân của thủy quái nhưng đúng lúc này trong làn khói đen đang cuồn cuộn lao tới bỗng xuất hiện một cái đầu rắn dữ tợn khổng lồ nhất thời rất nhiều người đều lấy điện thoại ra chụp nhưng con rắn khổng lồ đó đã lao thẳng xuống nước mẹ kiếp đây là thủy quái ư mới đầu rất nhiều người đều không coi trọng chuyện này nhưng một giây sau mặt nước vốn đang tĩnh lặng bỗng sôi sùng sục rồi khói đen lượn lờ liên tục khuấy động trên mặt nước một luồng khí đen tràn lên bờ một người đàn ông trung niên đang đứng quay phim nhất thời bị khói đen kéo xuống nước sau một hồi vùng vẫy ông ta đã bị kéo thẳng xuống nước cuối cùng biến cố này đã khiến một đám người bừng tỉnh nhất thời hô lớn chạy ra ngoài. Thủy quái ăn thịt người rồi. Mau chạy thôi. Cứu tôi với. Một đám người co giò bỏ chạy, chỉ sợ mình bị làn khói đen kéo xuống nước. Lạc Tú không đáp thẳng xuống mặt hồ, mà đáp xuống khu rừng ở gần đó. Dù gì sao huyệt của xà tinh kia cũng nằm ở đây, nên nó không thể chạy thoát được. Do đó, Lạc Tú ung dung đi về phía hồ thiên trì. Đúng lúc rất nhiều người đang chạy đến anh mau chạy đi, thủy quái ăn thịt người rồi. Đằng xa, một cô gái đang chạy về phía lạc tú, vừa chạy vừa hét lớn với anh. Cô ấy tên là Ngải Lật Lật, cô ấy và một người bạn đến đây du lịch, trước đây cô ấy luôn mong đợi được nhìn thấy thủy quái. Dù gì thứ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nhưng bây giờ, cô ấy đã hối hận rồi, bởi vì ai có thể ngờ rằng thủy quái lại biết ăn thịt người. Hơn nữa khói đen ngút trời, bốc lên từ mặt hồ, Nhìn thế nào cũng thấy rất đáng sợ. Nhưng cô ấy phát hiện không ngờ người đàn ông kia vẫn tiến về phía trước, như thể không nghe thấy tiếng hét của cô ấy. Anh mau chạy đi, ngài lật lật lại hét lớn. Em nói với tên ngốc đó làm gì? Sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, là của một người đàn ông cao lớn đẹp trai. Nói thật, ngài lật lật trông khá xinh, hơn nữa vừa mới quay về nước chưa được bao lâu, bởi vì gia đình của cô ấy đã sớm di cư ra nước ngoài. Lần này cô ấy quay về là để chơi, chàng trai anh Tuấn ở bên cạnh tên là Quan Quân, luôn theo đuổi cô ấy. Cô ấy cũng đang do dự chuyện này, bởi vì cô ấy thật sự hơi khó chịu về thái độ ngông cuồng tự đại của Quan Quân. Chẳng lẽ anh muốn anh ấy đi tìm cái chết ư? Ngài lật lật chạy lên vài bước, đã đi tới trước mặt Lạc Tú. Anh đẹp trai, anh mau chạy đi, thủy quái ra ngoài ăn thịt người rồi. Ngài lật lật hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, dứt khoát ngăn cản Lạc Tú cảm ơn cô, nhưng nó không ăn được tôi. Lạc Tú mỉm cười, định vòng qua bên cạnh bước đi. Không phải, anh đẹp trai, thủy quái kia đáng sợ lắm, chỉ với một làn khói đen đã kéo được người xuống nước. Anh tuyệt đối đừng đi qua đó, anh xem làn khói đen kia đã sắp chiếm giữ toàn bộ mặt hồ rồi. Ngài lật lật lại khuyên nhủ. Lạc Tú đang định lên tiếng, nhưng quan quân đi bên cạnh đã giành trước, lạnh lùng nói. Lật lật, em quản anh ta làm gì? Nếu anh ta muốn tìm đường chết thì cứ để anh ta đi là được." Quan Quân bất mãn nói. "Em xem anh ta thật ngu xuẩn." Quan Quân lại bổ sung thêm một câu, mặc dù anh ta cao giáo đẹp trai, nhưng trước mặt Lạc Tú, dù là lần đầu gặp mặt, nhưng không biết tại sao anh ta luôn cảm thấy Lạc Tú khiến anh ta phải đố kỵ. Đó là kiểu đố kỵ của đàn ông, bởi vì khí chất trên người Lạc Tú khiến anh ta cảm thấy quá áp bức. Tốt xấu gì anh ta cũng là con nhà giàu, gia cảnh rất lớn không ngờ anh ta lại bị một người bình thường lấn át một cái đầu, tất nhiên sẽ không vui rồi. Anh đang nói linh tinh gì đấy? Ngài lật lật hơi bất mãn nói. Thôi được rồi, tên kia, tốt nhất là anh nên chạy ngay đi, bằng không đợi lát nữa rất có khả năng anh chỉ có thể bị thủy quái nuốt chừng. Quan quân trợn mắt nói. Nhưng lạc tú lại chẳng thèm đoái hoài đến quan quân, mà mỉm cười nhìn ngài lật lật. Bây giờ lạc tú đang ở trong trạng thái chiến đấu, tất nhiên sẽ bộc lộ hết khí thế, nụ cười này nhất thời đánh trúng trái tim của ngài lật lật. Trước giờ ngài lật lật chưa bao giờ tin vào tình yêu xét đánh và nhất kiến trung tình, nhưng bây giờ cô ấy đã bị mê hoặc ngay tức khắc. Cô ấy nhanh chóng đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Cảm ơn cô, nhưng tôi đến đây là vì con thủy quái đó. Lạc Tú xài bước đi thẳng qua người ngài lật lật. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Quan quân khinh bỉ nói. Nhưng ngài lật lật lại nhanh chóng quay đầu lại nhìn bóng lưng của Lạc Tú nhất thời cảm thấy đây là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất khí thế vô song lật lật em đừng nhìn nữa cứ để tên ngu ngốc đó đi tìm đường chết đi quan quân lại nói bây giờ ở trong nước có rất nhiều kẻ ngốc như này cứ một mực tìm đường chết quan quân nói tiếp nhưng sắc mặt của ngài lật lật đã sa sầm chúng ta đi thôi lật lật em đừng nhìn nữa em xem chắc chắn anh ta nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết ngài lật lật và quan quân đã nhất thời choáng váng. Bởi vì lạc tú tiến về phía trước, dường như làn khói đen kia cực kỳ sợ lạc tú, thậm chí còn tự động lui về sau. Hơn nữa tiếp theo, ngài lật lật và quan quân đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khó tin. Bởi vì lạc tú thật sự bước từng bước trên mặt hồ. Phong thái tiêu sái, thẳng tiến không lùi, dù có muôn vàn khó khăn chắc trở, cũng không thể ngăn cản khí phách cái thế. Ngài lật lật không nhịn được bật thốt thậm chí còn phất lờ lạc tú bước đi trên mặt hồ bằng cách nào. Hơn nữa không chỉ có ngải lật lật và quan quân nhìn thấy, mà ngay cả những người khác cũng phát hiện ra. Mẹ nó, chúng ta đã gặp phải thần tiên rồi ư. Có người hét lớn, càng có nhiều người quay đầu lại, chứng kiến cảnh tượng khó tin này. Người đàn ông đó đang cầm một điếu thuốc ở trong tay, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất của anh, mà bước từng bước trên mặt hồ, như tiên dáng trần rất nhiều người đều sắp xếp trong mắt ra bên ngoài rồi lấy điện thoại ra điên cuồng chụp ảnh dù gì cảnh tượng này cũng quá khó tin lạc tú chẳng hề bận tâm mà đi đến giữa hồ nhìn xuống bên dưới rắn bà ở dưới đáy hồ bỗng hét chói tai hồ hoàng bạch ba vị đạo hữu hãy giúp tôi vượt qua kiếp nạn này sau này tôi nhất định sẽ báo đáp hậu hính. giọng nói của rắn bà bỗng vang lên nhất thời một người phụ nữ mặc thanh y xinh đẹp việt trần đôi mắt hồ ly động lòng người, nhanh chóng bước ra từ trong hồ thiên trì. Mà ở bên khác, một người đàn ông cao lớn cả người phủ đầy lông giống như kim thép cũng bước ra ngoài. Cuối cùng là một ông lão lưng còng, nhưng xấu xí, để một nhúm dâu nhỏ, cũng từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Hồ Hoàng Bạch Liễu Tất nhiên hồ chính là hồ ly, còn hoàng là trồn, bạch là nhím, thật ra rắn bà không mang họ điền, mà là họ liễu. Bốn vị tiên ở phương Bắc tập hợp, ba vị tiên hồ hoàng bạch liếc nhìn lạc tú, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. chương 419, Long Khí Liễu hắc xà, uổng công ngày thường bà hống hách ngang ngược, vậy mà bây giờ ngay cả một con người cũng không đối phó nổi. Hồ tiên lên tiếng mỉa mai. Tôi mặc kệ cậu là ai, nhưng cậu không nên đến đây. Bạch tiên là người đàn ông cao lớn kia, hai mắt lóe sáng, xem ra muốn dùng khí thế để ép người. Đây là đạo trường của chúng tôi, hôm nay niệm tình cậu lần đầu phạm lỗi, chúng tôi có thể thả cậu đi. Hoàng tiên lạnh lùng nhìn Lạc Tú. Bởi vì bọn họ cũng không thể nhìn ra lai lịch của Lạc Tú, dù gì việc anh có thể đánh liễu hắc xà bị thương, đã đủ chứng tỏ anh rất có thực lực rồi. Mặc dù liễu hắc xà là người có thực lực yếu nhất trong bốn người bọn họ, nhưng cũng không được coi thường. Ba vị tiên này cũng biết rõ một số quy tắc, có lẽ trên đời này sẽ không xuất hiện nhân vật như này, rất có khả năng đối phương là người bước ra từ đạo chính thống trên ngọn núi nào đó tất nhiên bọn họ sẽ kiêng rè dù gì bọn họ có thể phớt lờ người trước mắt này nhưng lại không muốn chiêu chọc đạo chính thống sau lưng anh tôi đến đây để giết rắn nếu mấy người không muốn ra tay thì có thể rời đi lạc tú trầm giọng nói anh cũng không để mấy người được gọi là tiên này vào mắt câu nói này đã khiến ba vị tiên cau mày lạc tú thật mạnh miệng phải biết rằng Tốt xấu gì bọn họ cũng là ba vị tiên ở phương Bắc, tu vi và địa vị đều cực kỳ cao. Ngay cả giới tu pháp trong toàn bộ Hoa Hạ hiện nay, bọn họ cũng có địa vị cực kỳ cao, bọn họ thả Lạc Tú đi coi như đã nể mặt Lạc Tú rồi. Nhưng câu nói này của Lạc Tú quá không biết điều rồi đó. Không được thả cậu ta đi, tôi cố ý dụ cậu ta đến đây, là muốn cùng các vị đạo nhân tận hưởng tạo hóa trời ban này. Trên người cậu ta có tiên pháp có thể né tránh mưa kiếm cương khí của tôi giọng nói của rắn bà vang lên từ dưới đáy hồ. Khi tôi lột ra xong, chúng ta sẽ cùng hợp sức giết chết cậu ta để lấy được tiên pháp kia. Giọng nói u ám của rắn bà lại vang lên. Nó đã trốn thoát, nhưng nó đã dụ lạc tú đến đây, định mượn sức mạnh của ba vị tiên khác để giết lạc tú. Nó không tin rằng lạc tú có thể sống sót trong tay bốn vị tiên bọn họ. Bà nói cái gì? Hoàng tiên là người ngạc nhiên đầu tiên. Ngay cả ông ta cũng cảm thấy đau đầu về mưa kiếm cương khí của Liễu Hắc Xà, nếu đối phương có tiên pháp có thể né tránh tiên pháp mưa kiếm cương khí thì lại khác. Cho dù đối phương thuộc đạo chính thống nào đó, nhưng nếu bọn họ thật sự muốn giết người cướp đồ, chỉ cần làm cẩn thận một chút đến mức thần không biết quỷ không hay, vậy thì ai có thể biết được bọn họ đã làm chuyện này. Quan trọng nhất là bọn họ đã đến trình độ này, bởi vì trời đất không cho phép, nếu bọn họ muốn tiến thêm một bước, nhất định phải mượn sự trợ giúp của một số ngoại lực. Ví dụ như tiên pháp này, nếu bọn họ có được món đồ này, sẽ lĩnh hội được thiên cơ ở bên trong, như vậy bọn họ vẫn có thể tiến thêm một bước. Những gì tôi nói là sự thật 100%, cậu ta thật sự có tiên pháp, bằng không cậu ta sẽ không thể nào tổn thương được tôi. Giọng nói của rắn bà lại vọng tới, lúc này nó đang lột ra, trọng sinh. Mỗi lần trọng sinh, nó đều phải tiêu hao ít nhất 500 năm tuổi thọ, nhưng không còn cách nào khác, nó đã bị trọng thương, nếu không lột ra rất có khả năng nó sẽ bị chết vì vết thương quá nặng Nhưng câu nói này của rắn bà đã khiến ba vị tiên khác khẳng định những gì nó nói là đúng Vậy thì mọi việc rất dễ xử lý Bạch tiên ngạo mạn nói Cậu đã xông vào đạo trường của chúng tôi Bây giờ, cậu hãy giao bộ tiên pháp kia ra, coi như quả nhận lỗi Chúng tôi sẽ để cho cậu rời đi Bạch tiên nhìn chầm chầm lạc tú, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, giọng điệu cực kỳ cứng rắn bọn họ đều là động vật tu thành tinh quái tất nhiên vẫn còn thú tính hơn nữa bọn họ cũng cho rằng mặc kệ lạc tú lợi hại đến cỡ nào cũng không thể nào là đối thủ của bốn người bọn họ hợp sức lại nhưng lạc tú lại nở nụ cười diễu cợt nhìn ba người được gọi là tiên kia cho nên bây giờ mấy người muốn cướp đồ của tôi đúng không có thể hiểu là như vậy hồ tiên nói đôi mắt hồ ly liên tục di chuyển đang quan sát lạc tú để phỏng đoán thực lực của Lạc Tú, rõ ràng đã có ý định ra tay rồi. Bởi vì bộ tiên pháp này quá mê hoặc, đáng để bọn họ mạo hiểm. Một là cậu lấy ra, hai là chết. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu lựa chọn. Hoàng Tiên cũng nhìn chằm chằm Lạc Tú, đã đằng đằng sát khí, nước ở xung quanh đã cuồn cuộn ra bên ngoài như thủy triều. Ha ha, thật nực cười, mấy người có biết rõ mấy người đang muốn cướp đồ của ai không? Lạc Tú tức đến mức bật cười. Chỉ là bốn con tinh quái mà thôi, không ngờ bây giờ lại muốn cướp đồ của anh. Chuyện này thật nực cười. Cho dù ở tiên giới, một số chân tiên cũng không dám ăn nói như vậy với anh. Đúng là ngu xuẩn mất khôn, tôi phải giết chết cậu, rồi lục soát hồn phách của cậu." Bạch tiên liền quát mắng. Dù gì bọn họ cũng là bốn vị tiên ở phương Bắc, tất nhiên sẽ có niềm kiêu ngạo và tự tin của bốn vị tiên. Nhìn độ tuổi của Lạc Tú, cho dù thuộc đạo chính thống trên núi kia, có lẽ cũng chỉ là một địa chỉ bình thường mà thôi, cho dù đám người đó đến gây rắc rối, có lẽ cũng không gây ra rắc rối lớn. Bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm, mây đen dày đặc hội tụ, toàn bộ bầu trời trên núi Trường Bạch nhất thời nổi gió bão. Rất người người thành phố ở bên dưới chân núi đều ngạc nhiên nhìn về phía núi Trường Bạch. Bởi vì ở đây đã xuất hiện mây sóng nước, tầng mây như sóng nước đang dập dờn. Cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ, như thể bầu trời đã hóa thành một hồ nước đồng thời một luồng khí tức chấn động trời đất nhanh chóng bao phủ ngay cả lạc tú cũng biến sắc đây là long khí ư nơi này sát biên giới năm đó sau khi hoàng thái cực nhập quan long mạch bị hủy diệt luôn ở trong trạng thái tu sinh dưỡng tức chắc chắn long mạch đó đang ở gần phương bắc này thảo nào phương bắc lại xuất hiện tinh quái bởi vì bọn chúng đang ở gần long mạch trước đây lạc tú luôn cảm thấy khó hiểu nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ mọi chuyện rồi chàng trai trẻ, cậu quá bất cẩn rồi. Rắn bà đã lột ra xong, chui ra từ dưới đáy hồ. Mặc dù khí tức của nó vẫn còn hơi yếu, nhưng toàn thân đã trở về nguyên vẹn, không hề nhìn ra dáng vẻ bị thương. Cậu không ngờ tới đúng không? Rắn bà cười càn rỡ. Tôi có hơi bất ngờ. Lạc tú cau mày đáp. Anh không ngờ nơi này lại có long khí. Đây không phải là loài thằn lằn lớn ở phương Tây mà long khí này chính là long khí thực thụ thống trị số mệnh vương triều hoa hạ. Ở một mức độ nào đó, loại long khí này không hề thua kém khí tức của chân long. Đó là một kiểu chân áp của sinh linh ở đỉnh nhọn kim tự tháp đối với sinh linh cấp thấp. Giống như tiếng hổ gầm, đôi khi có thể dọa chết một số động vật khác. Bởi vì đó là uy áp của người bên trên đối với người bên dưới. Long khí này cũng y như thế. Chân long là loài đứng đầu sinh linh, nếu người bình thường gặp phải, e rằng đã sớm bị áp chế đến mức quỳ dạp xuống đất. Dù gì cũng là áp chế trời sinh, thậm chí là bị khắc sâu vào trong tâm hồn. Xung quanh vẫn còn đám người đứng xem náo nhiệt, rất nhiều người đã nhũn chân, ngã xuống đất ngay. Toàn thân bất giác liên tục run rẩy, bởi vì bọn họ hoàn toàn không chịu đựng nổi loại khí thức này. Hừ, tôi cũng muốn xem thử, hôm nay cậu có thể sống sót bước ra khỏi đây bằng cách nào. Rắn bà hống hách nói, có long khí ở đây, e rằng cậu đã bị áp chế đến mức dùng hết sức lực để chống lại long khí rồi đúng không? Rắn bà ngạo mạn nhìn Lạc Tú nói. Dù sao thì mặc kệ bạn là người hay sinh linh khác, không ai có thể chịu đựng được uy áp lực của long khí. Nhưng rắn bà không ngờ rằng, Lạc Tú lại nở nụ cười giễu cợt. Chương 420, Tiên pháp hoàn chỉnh. Long khí cuồn cuộn trấn áp tứ phương, dường như có thể nghiền nát núi non đám người đứng xem náo nhiệt đã bị luồng khí tức này áp chế đến mức toàn thân mềm nhũn. Bốn vị tiên ở phương Bắc vẫn đứng ngạo nghế ở đó, bọn họ đã sớm được long khí thai ngén, tất nhiên sẽ không sợ hãi, thậm chí còn vì thế được tăng thêm sức chiến đấu. Trong mắt bốn vị tiên hiện lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn thấy lạc tú bị áp chế đến mức quỳ dạp xuống đất, dù gì đó cũng là long khí, không phải là thứ mà loài người có thể chống đỡ, thậm chí rất nhiều sinh linh cũng không thể nào chống đỡ nước trong hồ thiên chỉ đang chìm xuống, vì bị đè nén, long khí cuồn cuộn tràn tới, dường như có thể chấn áp cả trời đất. Cậu còn không mau quỳ xuống, bạch tiên quát mắng, trong bốn vị tiên, ông ta là người có tính khí nóng nảy nhất, coi thường loài người, thậm chí là người có lòng thù địch nồng đậm nhất. Ha ha, chỉ có long khí mà cũng mơ mộng hão huyền lạc vô cực tôi sẽ khuất phục ư. Lạc tú đứng ngạo nghễ trên mặt nước, hoàn toàn không lo lắng. Nói xuông thì nhanh, để tôi xem cậu có thể kiên trì được bao lâu. Rắn bà liên tục cười khẩy, cực kỳ tự tin, bởi vì không ai có thể chống lại long khí. Ách ngồi đáy giếng, làm sao biết thế giới rộng lớn. Tia sáng như hạt gạo cũng ảo tưởng tranh giành với mặt trời mặt trăng. Lạc tú chắp tay ra sau lưng, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Hư, long khí ư. Cho dù chân long đến đây, cũng không dám cản rỡ trước mặt lạc vô cực tôi. Lạc tú lên tiếng nhất thời sấm sét cuồn cuộn, âm thanh chấn động tứ phía. Đồng thời một luồng khí thế mênh mông vụt lên từ dưới mặt đất, luồng khí thế này lao ra khỏi người lạc tú, giống như phượng hoàng bay lên chín tầng mây, tiên tôn dáng trần. Nhất thời luồng long khí này trông có vẻ quá nhỏ bé, so với khí thế của lạc tú, nó giống như một hạt bụi trong biển sao mênh mông. Luồng khí thế của lạc tú có thể dung chuyển trời đất, khiến các vì sao sinh diệt. Thật khủng khiếp, núi trường bạch đang chấn động, dạn nứt, nước, nước hồ thiên trì nhất thời bị chia cắt, thậm chí toàn bộ phương Bắc cũng đang chấn động. Khí thế tiên tôn, bể nghế khắp nơi, nghiền nát núi non, chấn động trời đất. Luồng long khí đó như gặp phải côn bằng hồng hoang, thần linh cái thế. Long khí nhanh chóng rút lui, nhất thời biến mất không còn tâm tích, mà bốn vị tiên cũng bị áp chế đến mức quỳ dạp dưới đất, thần hồn đang run lẩy bẩy. Lạc Tú đã sớm vượt qua thứ được gọi là con người, thậm chí là ở cấp độ sinh linh, làm sao có thể bị uy áp của long khí áp chế được chân long còn bị anh chém chết tắm trong máu rồng xé nát thân xác của chân long làm sao có thể sợ hãi trước luồng long khí nhỏ bé nhưng lạc tú vẫn thu hồi khí thế bởi vì nó quá phô trương rất dễ thu hút kẻ địch cái thế dù gì khí thế trên người anh cũng ngưng tụ lại thành một thể với thái hoàng kinh nếu bị đại lão ở tiên giới biết được e rằng cho dù trời đất không cho phép cũng sẽ dùng tiên khí mạnh mẽ tấn công trái đất sắc mặt của bốn vị tiên đều trở nên trắng bệch bọn họ vốn đã tuyệt vọng rồi bởi vì khí thế của lạc tú quá mênh mông khiến bọn họ cảm thấy không còn sức lực nhưng bây giờ nhìn thấy lạc tú thu hồi khí thế bốn vị tiên nhất thời khôi phục lại vẻ hung hãn bởi vì bọn họ cảm thấy mất mặt khi quỳ gối trước một con người điều này còn khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã hơn việc giết chết bọn họ bây giờ tính hung hãn của bốn vị tiên đã hoàn toàn bị kích thích đằng xa Mọi người đều ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này, nhất là người đàn ông ở trong hồ nước. Bởi vì những người vừa mới quỳ xuống trước mặt ông ta chính là bốn vị tiên ở phương Bắc, là tiên gia trong truyền thuyết. Ông ta vốn tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết, nhưng bây giờ rất nhiều người đã hiểu rõ hoàn toàn không phải là vậy. Nhất là ngài Lật Lật, ánh mắt nhìn Lạc Tú gần như đã tràn đầy cuồng nhiệt. Quan quân ở bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm Lạc Tú, bởi vì đối phương quá bá đạo. Càng yêu tú hơn là, không ngờ ban nãy bốn vị tiên gia trong truyền thuyết phương Bắc đều quỳ xuống đất. Anh ta vốn tưởng rằng lạc tú chỉ khí chất bất phàm mà thôi, còn mình dựa vào bối cảnh ra thế, có lẽ vẫn có thể so bì với đối phương. Nhưng đến khi lạc tú bước đi trên mặt hồ, anh ta mới hiểu rõ mình hoàn toàn không thể so bì với đối phương. Đối phương đã vượt ra khỏi phạm trù của con người, anh ta lấy cái gì mà đòi so bì với người ta? Nhìn thấy tia cuồng nhiệt trong mắt ngải lật lật bên cạnh, Ánh mắt của Quan Quân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trên mặt hồ thiên trì, bốn vị tiên đã bắt đầu ra tay rồi. Người đầu tiên ra tay là Bạch Tiên, bản thể của ông ta là một con nhím, từng sợi lông giống như kim thép, bắn thẳng về phía Lạc Tú. Hơn nữa khi ông ta vung nắm đấm, ngay cả trên nắm đấm cũng dính đầy gai nhím. Nếu cậu dám xưng tiên, vậy thì cậu vẫn chưa biết rõ bản lĩnh và sự đáng sợ của chúng tôi rồi. Mấy chiếc gai đó không hề thua kém cương khí nếu đánh nhau với nhím, quả thật có nỗi khổ không nói nên lời, bởi vì bạn hoàn toàn không biết nên xuống tay ở chỗ nào. Hơn nữa không khí xung quanh như đông cứng lại, từ trên đỉnh đầu xuống chân của lạc tú, thậm chí bốn phương tám hướng đều xuất hiện vô số gai nhọn. Đây là một vấn đề nan giải, nếu đổi thành người khác, e rằng đã bị đâm thành cái sàng ngay tức khắc. Nhưng tiếc rằng, ông ta đã gặp phải lạc tú. Bàn tay của lạc tú cong thành móng vuốt, nhìn bạch tiên, ánh mắt lộ ra tia diễu cợt, chẳng phải ông muốn tiên pháp à tôi sẽ đưa cho ông tinh thần diệu cửu thiên lạc tú vừa mới dứt lời ban ngày ban mặt nhưng sau lưng nói đúng là trên đỉnh đầu của lạc tú bỗng xuất hiện bầu trời đầy sao cảnh tượng này cực kỳ đột ngột rất khó giải thích như thể trời đất đã bị khoét thành một lỗ hổng lớn bầu trời đầy sao lấp lánh vô cùng trói mắt như thể mỗi vì sao là một viên đá quý thắp sáng bầu trời sao tối tăm giống như thần tích nhưng cũng giống như đi tới một thế giới khác đây là tiên pháp hoàn chỉnh cũng là tiên pháp thực thụ tiên pháp này vừa xuất hiện toàn bộ bầu trời mặt đất ở núi trường bạch thậm chí có thể nói là mọi thứ đều mất đi màu sắc biến thành hai màu đen trắng trời đất mất màu bạch tiên nhất thời tê cả ra đầu cảm giác sinh tử mãnh liệt bỗng nổi lên toàn bộ gai trên người đều dựng đứng ông ta muốn bỏ chạy ngay nhưng tiếc rằng đã quá muộn một luồng sáng trắng bỗng xuất hiện, đánh chúng bạch tiên đang điên cuồng bỏ chạy. Luồng khí tức này vô cùng quỷ dị, vừa xuất hiện đã đốt cháy bạch tiên. Thậm chí bản thể của ông ta còn không kịp biến hóa, đôi mắt nhanh chóng hiện lên vẻ ngạc nhiên không dám tin, cảm giác nóng hừng hực nhất thời đốt cháy thần hồn của ông ta. Mẹ kiếp, đây thật sự là người phàm ư. Chắc chắn đây chính là bản lĩnh của cấp bậc chân tiên. Cho dù lạc tú không phải là chân tiên, nhưng chắc chắn bản lĩnh này thuộc cấp bậc chân tiên. Với bản lĩnh này, bọn họ còn muốn đi cướp ư. Mẹ kiếp, chẳng khác nào động thổ làm nhà xúc phạm sao thái tuế. Liễu hắc bà, bà hại tôi rồi. Bạch tiên hết thảm, giọng nói cực kỳ thảm thiết. Ông ta hận, nhưng không phải hận lạc tú, mà là rắn bà liễu hắc bà. Bởi vì bà ta đã trêu chọc ít nhất là đệ tử chân truyền của đạo chính thống lớn nào đó. Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của nhân vật như vậy? không ngờ bọn họ còn muốn cướp tiên pháp của người ta. Bạch tiên bị hóa thành làn khói trắng, ngay cả một hại bụi cũng không để lại. Bạch tiên, một trong bốn vị tiên ở phương Bắc cứ thế bỏ mạng rồi biến mất, một khi đạo hạnh nghìn năm bị hủy diệt, thần hồn sẽ bị thiêu sạch. Ở bên khác, hoàng tiên vốn đã thi triển pháp thuật, những ngôi mộ đơn độc nhô lên ở xung quanh, mang theo khí tức thối giữa, những ngôi mộ cô độc đó đều thổi lên từng luồng gió lạnh, khiến hồn phách của người khác cảm thấy ớn lạnh nhưng sau khi nhìn thấy kết cục thảm thương của Bạch Tiên, Hoàng Tiên đã nhanh chóng dừng lại, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Mẹ kiếp, bọn họ có thể ngăn cản chiêu thức ban nãy ư. Liễu Hắc bà chết tiệt, bà đã gây ra tai họa ngập trời rồi, không ngờ còn liên lụy đến chúng. Hoàng Tiên chửi ầm lên. Rõ ràng bọn họ đã hiểu lầm, cho rằng Lạc Tú là đệ tử chân truyền của đạo chính thống nào đó, nhân vật như vậy, đừng nói là bốn người bọn họ, mà ngay cả một trăm người cũng không thể đánh lại bởi vì người ta thật sự nắm giữ tiên pháp hoàn chỉnh được truyền thừa lại hơn nữa nếu bọn họ đắc tội với mấy đệ tử chân truyền của đạo chính thống cho dù bọn họ có chạy đến chân trời góc biển rời khỏi trái đất người ta cũng có thể bắt bọn họ về lột da dóc xương đem đi nhúng chảo dầu để đốt đèn lồng hồ tiên cũng nhanh chóng ngừng tay sợ đến mức mặt mày tái mét toàn thân run rẩy chắc chắn bọn họ đã chọc phải nhân vật lớn không nên chiêu chọc rắn bà liễu hắc bà sững sờ nhất là khi vừa mới nhìn thấy chiêu thức tiên pháp hoàn chỉnh kia, bà ta đã hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 420.